Đền Lộ lập từ triều nhà Trần qua các triều Lê, Nguyễn đều được tôn tạo, trùng tu lại. Đền Đại Lộ thờ tứ vị thánh nương chính là mẹ con Thái Hậu Dương Quý Phi, cuối thời Tống, Trung Quốc. Truyền thuyết về tứ vị thánh nương cũng như truyền thuyết về Dương Thái Hậu bắt nguồn từ sự kiện lịch sử trận hải chiến Nhai Môn Tống Nguyên. Chính vì vậy, mặc dù Đại Lộ đến nay không còn người Hoa nào sinh sống, nhưng một số người cao tuổi trong làng vẫn còn nhớ được rằng tứ vị thánh nương là bốn mẹ con hoàng hậu nước Tống. Truyền thuyết về tứ vị thánh nương cũng như truyền thuyết về Dương Thái Hậu đều có giá trị lịch sử rất quan trọng. Đền Lộ xưa kia nổi tiếng linh thiêng, nguyên làng kể vào đời Trần, đời Lê, đoạn đê ở đây gần bị vỡ, các quan trên về cùng dân hàn khẩu mãi không được, sau phải vào đền làm lễ cầu đạo thì được ngay. Bấy giờ các trấn tâu về bộ lễ xin vị thần được dự quốc tế. Vua chuẩn cho, lại ban cho đền bốn chiếc bình sứ vẽ độc long, cùng một chiếc khác vẽ lưỡng long, trầu nguyệt. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa vị, hiện tại Duy đang ở lối vào của đền Đại Lộ. Đây là một trong những ngôi đền mẫu rất là linh thiêng, có tuổi đời hơn 700 năm rồi. Lối này lối vào, và trước khi chúng ta vào với lại đền Đại Lộ, phía trước cổng kia có đền Cậu Quận cũng khá là linh thiêng. Nó là một cụm, đấy. Cứ ra mẫu Cậu Quận thì lại ra cô. Đền nào phủ nào thì người ta cũng thờ tứ phủ tức thánh cô hoặc tứ phủ tức thánh cậu. Nhưng ở riêng Đại Lộ là có thờ cô Bơ và Cậu Quận. Đấy, thế là nó có địa điểm thờ riêng. Cụm di tích quốc gia Đền Mẫu Đại Lộ gồm có 3 nơi, đó là Đền Chính Đền Mẫu Đại Lộ, Miếu Cậu Quận và Miếu Cô Bơ, cách Đền Mẫu Đại Lộ khoảng 250m. Và đây là cổng Nghi Môn trước khi chúng ta vào trong Đền Mẫu Đại Lộ. Đền Mẫu Đại Lộ đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Và trước khi vào đây thì chúng ta thấy là hai bên là hai nhà bia. Duy nhìn thấy thì được dựng vào năm 1937. Khi chúng ta đi vào đây thì là không gian của đền. Phía này đó là một nhà gác chuông này, còn bên phía này là gian đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đi vào trong phía đây thì có những cái gian thờ gì thì mời quý vị bạn cùng Duy chúng ta cùng tìm hiểu về các hoạt động ở đây cũng như cấu trúc, cũng như lịch sử, cũng như các vấn đề tâm linh liên quan tới đền Mẫu Đại Lộ nằm ở xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20 km. Trước khi quý vị tìm hiểu tiếp thì quý vị nhớ nhấn like để ủng hộ kênh nha, cũng như hãy đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để khi Duy up lên những video mới nhất, quý vị sẽ không bỏ lỡ chúng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Thưa quý vị, từ nội thành Hà Nội đi xuôi đê sông Hồng khoảng hơn 13 km là đến Đền Lộ. Đứng bên cột ranh giới giữa hai huyện Thanh Trì và Thường Tín, nhìn ra cánh đồng ven sông đã thấy thấp thoáng dưới vòm lá xanh tươi là các đầu đao của mái đền cổ kính, án ngữ một vùng cửa sông, lại nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, nên du khách về thăm Đền Lộ bằng đường bộ, đường thủy đều rất thuận lợi. Đền Đại Lộ được thành lập cách đây trên 700 năm, nổi tiếng và được ghi trong sách sử lâu đời. Đền tọa lạc bên sông Hồng với kiến trúc đồ sộ nguy nga, lưng tựa vào con đê lớn đã đắp hàng ngàn năm nay. Mặt đền hướng về phía đông nam, đón gió sông Hồng lồng lộng. Đền Lộ trước năm 1945 thuộc xã Đại Lộ, Tổng Ninh Xá, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông. Sau nhiều lần thay đổi địa danh hành chính, hợp nhất các xã nhỏ thành xã lớn, bỏ đơn vị tổng. Nay, Đền Lộ thuộc thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Điều đáng nói là các ngôi đền ở xã Ninh Sở đều thờ nữ thần, thần mẫu. Có thể nói, hiếm có một vùng nào lại có mật độ thờ nữ thần, thờ mẫu đậm đặc như ở đây. Mặc dù có nhiều đình, chùa, đền, nhưng Đền Lộ và lễ hội ở đây vẫn là trung tâm điểm của mọi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng trong vùng và đã nổi tiếng từ bao đời nay. Mình đứng vào, chẳng sao đứng.
đờ đồ đội đông buông vai tùy lòng như hoa. Đền Lộ, một danh thắng bao đời ở châu thổ Bắc Bộ mà người dân ở đây không phải sinh sống bằng nghề biển lại thờ tứ vị thánh nương. Nhưng vị thần nữ gốc Tích người Trung Quốc lại là thần biển lưu lạc từ phương Bắc xa xôi tới. Truyền thuyết về tứ vị thánh nương tại vùng Lộ cũng được truyền bá rộng rãi. Trong Ngọc Phả bốn vị thánh nương Nam Hải Đại Càn Quốc gia được thờ phụng ở xã Đại Lộ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội cho biết. Tôn thần là bà Thục Phi của vua Độ Tông nhà Tống. Bà họ Triệu tên là Đoan, lúc sinh thời là người có tư sắc, lại đủ cả tứ đức, công, dung, ngôn hạnh. Đến khi đế binh lên ngôi vua, quân Nguyên kéo đến xâm lược, Tống Thừa Tướng, Lục Tú Phu cùng với tướng quân Trương Tế Kiệt, phò vua và Thái Hậu vượt biển chạy đến Nhai Sơn. Tướng nhà Nguyên là Hoàng Phạm đem quân đến đánh tan quân Tống, Lục Tú Phu cõng vua nhảy xuống biển chết. Trương Tế Kiệt chạy sang An Nam. Bấy giờ thuyền bè đi qua biển cả gặp bão táp dữ dội, thuyền đều đắm vỡ chết cả. Thái hậu cùng ba vị công chúa đi thuyền chạy xuống phía nam, nghe tin thuyền vua bị đắm, liền đấm ngực than rằng: "Ta liều chết lặn lội đến đây, hóa ra chỉ còn là cục thịt của họ Triệu, nay chẳng còn hy vọng gì nữa." Thế rồi bà hướng về phía bắc bái vọng, than khóc một hồi rồi nhảy xuống biển tự tử. Bấy giờ là ngày 12 tháng 6, thi thể của bà trôi theo dòng nước đến địa phận đất Hoan Châu. Mặt mũi vẫn xinh tươi như khi còn sống. Dân địa phương hết sức kinh dị, liền vớt lên bờ. Chỉ trong chốc lát, mối đùn lên thành ngôi mộ lớn, dân địa phương bèn lập đền thờ phụng. Ngài Thung Dung giữ tròn khí tiết như thế, thật xứng đáng được trời xanh đền báo. Năm ấy là năm Thiệu Bảo thứ nhất, tức năm 1279, nhà Tống mất nước. Có một ngôi sao lớn rơi xuống giữa biển, ứng điềm thuyền ngự bồng bềnh ở phương Nam. Năm Hưng Long thứ 19, tức năm 1311, đời vua Trần Anh Tông, nhà vua cầm quân đi xuống phía nam chinh phạt Chiêm Thành, thuyền bè dừng lại ở cửa Càn Hải. Đêm ấy nhà vua nằm mơ thấy một nữ thần đi đến trước mặt khóc lóc nói rằng: "Thiếp là Thục Phi của vua Tống, bị sóng gió mà gặp nạn ở đây. Nay Thượng Đế gợi khen khí tiết, sắp phong cho thiếp làm hải thần ở đây đã lâu. Chuyến đi này xin được trợ giúp Thánh Thượng lập công." Nhà vua giật mình tỉnh giấc, bèn đặt bàn tế lễ. Sau đó đưa quân đi ra biển, sóng yên gió lặng, quân ta đánh một trận là thắng lớn. Đến khi khải hoàn, nhà vua liền phong tặng mỹ tự, sai quan hữu ti lập đền thờ phụng, hàng năm tùy thời cho quan đến tế lễ. Năm Hồng Đức thứ nhất, tức năm 1470, đời vua Lê Thánh Tông, nước Chiêm Thành đem quân đến xâm lấn, nhà vua tự mình làm tướng, đem quân đi đánh giặc. Khi đến cửa Càn Hải, nhà vua đến Linh Từ làm lễ, cầu khấn thần linh phù giúp quan quân. Nhà vua làm thơ có câu rằng: "Hương hỏa còn truyền đến Thánh Mẫu, sóng xô thức tỉnh giấc Anh Tông." Quan quân đóng lại ở thành Thuận Hóa, rồi đi ra biển diễn tập quân thủy, tiếp đó tiến thẳng vào kinh đô Đồ Bàn, phá tan quân giặc, mở mang bờ cõi, lấy đất Chiêm Thành đặt làm xứ Quảng Nam gồm ba phủ. Quân đội nhà vua chiến thắng trở về, liền tôn xưng là quốc mẫu bà Vương, ban sắc cho các vùng cửa biển tùy nghi xây dựng đền thờ để phụng thờ ngài. Đời sau, phàm những ai đi thuyền qua biển, chẳng may gặp gió to sóng cả nguy cấp, mà thành tâm cầu đảo thì sẽ được bình an. Ngài là phúc thần tối linh ở vùng Nam Hải, các đời đều phong tặng, ghi trong điển lễ thờ cúng. Các đền ở Hải Môn của Nghệ An, Thần Phù và Biển Nam của Thanh Hóa, Quần Anh ở Ninh Cường và Sơn Nam là những đền linh thiêng nhất vùng ven biển. Lại nữa, tục truyền có vị sư tăng vớt Thái Hậu lên có ý muốn tư thông với bà, song không được thỏa, sau hối hận tự tử chết. Điều đó là sai lắm. Hiển nhiên, văn bản truyền thuyết về tứ vị thánh nương được giữ ở đền Lộ cũng đã coi bốn vị thần biển này có gốc tích từ đền Cờn ở Nghệ An. Kỷ niệm bi ký khắc vào ngày 9 tháng 5 năm Bảo Đại thứ 12, tức năm 1937, đã cho biết cơ duyên để tứ vị thánh nương có một vị trí trong tâm thức người dân vùng Lộ. Trong bia có ghi: "Tương truyền rằng vào cuối đời Trần, khi ấy nước sông Nhị Hà lên to, bỗng nhiên có bốn cái nổi úp dưới cái nón trôi dạt vào bên bờ sông thuộc bản xã, khiến bản xã không được yên ổn. Giữa lúc đó có vị thần báo mộng, phải lập ngay đền thờ thì mới được yên. Dân trong xã thấy vậy bèn dựng ngay ngôi đền thờ ở đây." Người dân ở đây kể lại rằng,
Ngày xưa chuẩn bị vỡ đê, nhà vua lập đàn làm lễ để xin hộ đê không bị vỡ. Dân làng cũng đi cứu đê, bỗng thấy có hai con rắn trắng nổi lên trong sông, đồng thời có bốn cái nón trôi vào. Trong bốn cái nón đó có bốn cái niêu đất, bốn cái bát và bốn đôi đũa không chìm, không trôi theo dòng nước mà cứ quẩn lại, ngăn được nước, nước lũ giảm dần, dân mới đắp lại đê khỏi lụt. Đây là hiện tượng vong linh của tứ vị thánh nương. Dân làng thấy thế lập đền thờ và làm lễ cầu nguyện. Sau đó nhà vua hàng năm đi đánh giặc sau cũng về đây cầu khấn. Rất linh thiêng, nhà vua phong cho các sắc phong từng thời một. Trong tấm bia kỷ niệm bi ký đặt ở đền Lộ được viết vào năm 1937 có ghi: từ khi có đền, những người đến cầu đạo ngày càng đông, người đến chiêm bái ngày càng nhiều. Hàng năm vào ngày lễ tiết tháng 2, xe cộ trên đường, thuyền bè dưới sông, khách bộ hành từ khắp mọi nơi xa gần đến đền này không biết bao nhiêu nghìn vạn người. Lễ hội truyền thống đền Lộ có từ lâu đời, trải qua các triều đại, hàng năm lễ hội được tổ chức trọng thể từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch. Đây là lễ hội lớn, nổi tiếng khắp trong cả vùng, liên quan đến một không gian khá rộng bao gồm 3 địa điểm trên bờ là đền Lộ, đền Quan, chùa Đại Lộ và một địa điểm dưới sông Hồng. Sau đây, mời quý vị cùng nghe một số truyền thuyết về tứ vị thánh nương ở các bản ghi chép trong sử Việt Nam. Tứ vị thánh nương, như tên gọi, là để chỉ bốn vị thánh nữ. Trong số đó, nhân vật chính theo truyền thuyết là mẹ của vị vua cuối cùng của nhà Tống bên Trung Quốc. Mặc dù tứ vị thánh nương có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng được thờ ở nhiều nơi ở Việt Nam. Trải qua bao đời, truyền thuyết về tứ vị thánh nương lưu truyền khá phổ biến ở các địa phương có thờ tứ vị thánh nương và đã được các bộ sử sách ghi chép. Tư liệu sớm nhất có ghi chép về tứ vị thánh nương là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Năm Hưng Long thứ 19, tức năm 1311, mùa đông, tháng 12, vua Thân đi đánh Chiêm Thành thì chúa nước ấy là Chế Phí phạt trách. Hưng Long thứ 20, tức năm 1312, mùa hạ, tháng 5, dụ bắt được chúa Chiêm Thành Chế Chí đem về. Tháng 6, vua từ Chiêm Thành về đến Kinh Đô, lập đền thờ Thân ở cửa biển Cần Hải. Trước đây, vua đi đánh Chiêm Thành đến cửa biển Cần Hải, trước là Càn, tránh tên Húy đổi là Cần, đóng quân lại. Đêm mơ thấy một thần nữ khóc lóc nói với vua: thiếp là cung phi nhà Triệu Tống, bị giặc bức bách, gặp phải sóng gió, trôi dạt đến đây. Thượng đế phong thiếp làm thần biển đã lâu, nay bệ hạ mang quân đi, thiếp xin giúp đỡ lập công. Tỉnh dậy, vua cho gọi các bô lão tới hỏi sự thực, cho tế, rồi lên đường. Biển vì thế không nổi sóng, quân nhà vua tiến thẳng tới thành Đồ Bàn, bắt được chúa Chiêm đem về. Đến nay, sai Hữu Ti lập đền bốn mùa cúng tế. Cần Hải Môn Từ, trong sách Tục Biên Việt Điện U Linh của Nguyễn Văn Chất, viết vào thế kỷ thứ 15 có viết: phu nhân họ Triệu là công chúa nước Nam Tống, tất cả ba mẹ con, phu nhân là con gái út. Trong năm Thiệu Bảo thứ nhất, tức năm 1279 đời Trần Nhân Tông, bên Trung Quốc, Trương Hoàng Phạm đem quân đánh úp quân Tống ở Nhai Sơn, quân Tống bị tan vỡ. Quan tả tướng là Lục Tứ Phu ôm vua Đế Bình cùng nhảy xuống bể, tướng sĩ nhà Tống chết dưới bể có tới hơn 10 vạn người. Ba mẹ con phu nhân ôm lấy một cột buồm, một chiếc thuyền, trôi dạt đến một cái chùa bé ở bờ biển. Sư chùa thương bèn cho mẹ con vào chùa ở và nuôi cho ăn. Được mấy tháng, mẹ con khi đã lại sức trở nên béo tốt, vẻ mặt phu nhân coi tuyệt đẹp. Sư động lòng muốn tư thông, bị phu nhân cự tuyệt. Sư xấu hổ quá gieo mình xuống biển chết. Mẹ con phu nhân cùng nhau khóc rằng: chúng ta vì sư mà được sống, nay sư vì chúng ta mà phải chết, sao nỡ yên tâm. Rồi ba mẹ con cùng đâm đầu xuống biển chết cả, xác trôi đến cửa Càn Hải thuộc huyện Quỳnh Lưu, phủ Diễn Châu nước ta. Vẻ mặt vẫn còn tươi như lúc còn sống, thổ dân lấy làm lạ, vớt lên táng, thấy rất hiển linh mới lập đền thờ. Phàm những thuyền đi biển, gặp khi sóng gió nguy hiểm, kêu cầu đều được thoát nạn. Sau, các nơi cửa biển đều lập đền thờ, đền nào cũng có tiếng thường. Như thế, nếu trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, số lượng chỉ mới có một người đi đến đây thì số lượng các nhân vật đã là ba, gồm có hoàng hậu và hai công chúa. Trong sách Lĩnh Nam Trích Quái có chép chuyện về thần Càn Hải, có viết như sau: chuyện mẹ con công chúa nhà Nam Tống vì trinh liệt mà chết, được phong thần ở núi Nam Hải, tức sự tích bà chúa Tàu ở đền thờ phố Sinh Từ, tức phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội ngày nay.
Từ thế kỷ thứ 16, không hiểu căn cứ vào đâu, trong sách Ô Châu Cận Lục, Dương Văn An đã chép vào chuyện thần cửa Cơn nhiều chi tiết, trong đó đặc biệt lưu ý là với tác giả, thần cửa Can là con gái út trong nhóm nạn nhân 4 người của nhà Triệu Tống. Vậy là thần cửa Cơn đã tăng thêm một người. Về sau, nhiều sách sử đã căn cứ vào tác phẩm này chép lại rằng tứ vị thánh nương thờ ở đền Cơn Nghệ An là 4 mẹ con hoàng hậu nhà Tống. Đáng chú ý là trong Ô Châu Cận Lục còn có thêm một truyền thuyết khác về các vị thần này. Tổng số vẫn là 4 người nhưng nhân thân của từng nhóm lại hoàn toàn khác nhau. Họ là hoàng hậu thứ 13 của Hùng Vương cùng với hai công chúa và một hoàng tử. Do bị thứ thiếp ganh ghét, hoàng tử đã bị cắt dương vật lúc mới sinh. Vua đầy ba mẹ con ra biển, bị giạt vào cửa Cơn. Thượng đế cho làm thần, ngư dân nằm mộng thấy thần hiển linh cho đánh nhiều cá nên lập đền thờ. Con số 4 lại tiếp tục xuất hiện ở Đại Nam Nhất Thống Chí, bộ sách gồm 28 tập được biên soạn từ năm 1864 tới năm 1875. Bản thảo được hoàn thành vào năm 1882. Trong Đại Nam Nhất Thống Chí có ghi, khoảng niên hiệu Tường Hưng nhà Tống, quân Tống bị quân Nguyên đánh vỡ ở Nhai Sơn. Thái hậu họ Dương cùng ba công chúa chạy ra biển, chợt bão nổi, bị chết đuối, xác trôi giạt vào đền Cờn. Nhan sắc vẫn như lúc sống, người địa phương lập đền thờ. Các tác giả sách địa chí Quảng Ninh dựa vào Đại Nam Nhất Thống Chí nhưng lại cho rằng tứ vị gồm hoàng hậu, hai công chúa và một nhũ mẫu. Trong bài tìm hiểu về sự hình thành truyền thuyết tứ vị thánh nương qua các nguồn thư tịch, truyền thuyết dân gian và tục thờ cúng, thông qua khảo sát các truyền thuyết có được qua các nguồn thư tịch và tài liệu điền giã đã nêu ra nhận xét. Các bản kể có chung một điểm tương đồng là các nhân vật chính của câu chuyện đều là nữ liên quan đến cung đình nhà Tống, tức hoàng hậu, gồm hoàng hậu, công chúa và thị nữ. Họ đã đi bằng đường biển vào Việt Nam sau khi nhà Tống thất thủ. Đền Lộ lập từ triều nhà Trần qua các triều Lê, Nguyễn đều được tôn tạo, trùng tu lại. Đền xây theo kiểu chữ đinh, rộng chừng 800 mét vuông bao gồm hàng hiên, đại bái, phương đình, giải võ và ba lớp hậu cung. Phía ngoài đồ sộ rạng rỡ chói lòa, phía sau trang nghiêm trầm mặc. Đặc biệt tòa phương đình là một khối trồng diêm 8 mái, khắc chạm tinh xảo, chỗ cao nhất chừng 9 mét, 4 cột gỗ với đường kính khoảng 0,5 mét, cao chừng 8 mét. Đứng trên cột xi măng cao 1 mét liên kết với nhau. Trên thượng lương của đền ghi rõ năm trùng tu, hoàng triều khải định cửu niên Giáp Tý từ năm 1924. Tòa phương đình cấu trúc theo lối lầu son gác tía, cung đình như ở kinh thành Huế. Đây là hợp thể của trời đất, ngụ ý để phát sinh phát triển lâu dài bền vững. Các bức đại tự câu đối ở đền đều ca ngợi công đức của thánh mẫu và hầu hết có từ 100 năm trở lên. Trong đó, phương đình có hai câu đối lớn hình lòng máng chạm khắc tinh xảo. Câu đối thứ hai ghi, phong ba hoán tỉnh an tôn mộng, hương hỏa do lưu thánh mẫu từ. Câu đối này được trích trong thơ của vua Lê Thánh Tông. Gian thượng cung đền Lộ thờ, đại can quốc gia Nam Hải tứ vị thánh nương, sắc phong, thượng đẳng thần, mẫu nghi thiên hạ. Quốc mẫu bà vương, trải qua các đời, ngài âm phù cho dân, cho nước Việt Nam. Các triều đại phong tặng tứ vị thánh nương nhiều sắc phong, nay đền còn lưu giữ 17 đạo sắc phong, đạo sớm nhất ghi ngày 29 tháng 11 năm Vĩnh Thọ thứ 3, tức năm 1660, có dấu son của đời vua Lê Thần Tông. Thượng cung bày cụ khám thờ tứ vị thánh mẫu, cao 1,5 mét, dài 2,5 mét được xem là công trình điêu khắc hoàn hảo đầu thời Nguyễn, cách đây trên 200 năm. Cỗ khám chạm khắc rồng, phượng, hoa nở, lá cong, chim, sóc. Du khách có cảm giác như là những đóa hoa thật hiếm có trong đời. Cung ngoài là cung cộng đồng tứ phủ. Từ lâu đời, dân chúng Việt Nam đã có truyền thống tín ngưỡng tôn thờ thánh mẫu, Đền Lộ là một điển hình. Khi tôn lập đền thờ tứ vị thánh nương thì ở đó cũng đã tôn thờ tứ vị thánh mẫu, gồm mẫu tượng thiên, mẫu tượng ngàn, mẫu thoải và mẫu điện. Có thể coi đây là một hệ thống thiên thần phù trợ dân làm ăn ra nhiều của cải,
cầu mong trời đất cho mưa thuận gió hòa, của cải ngày càng nhiều, dân tình ngày càng no ấm. Tại cộng đồng tứ phủ còn thờ ngũ vị tôn quan gồm hội đồng các quan, tứ phủ Châu Bà, tứ phủ Ông Hoàng, tứ phủ Thánh Cô, tứ phủ Thánh Cậu, phụng sự Thánh Mẫu bốn phủ, là nơi bách gia chăm họ, tín đồ Phật tử thường về hành hương, khai đàn cầu nguyện cho cá nhân, gia đình và cầu cho quốc thái dân an. Bên phải là động Sơn Trang được lập vào năm 1990, thờ mẫu Thượng Ngàn cùng thập nhị tiên nàng gồm 12 cô có hình tượng cô bơ thoải trèo đò. Một phong cảnh tuyệt đẹp, núi non trùng điệp, một thế giới tâm linh huyền diệu có suối khe róc rách, có chim ngàn hội tụ. Bên trái thờ mẫu thoải và hai vị hậu cận là cô Quế và cô Quỳnh. Sàn cung rộng rãi, thoáng mát. Đền Đại Lộ có một không gian rộng rãi, từ cửa đền uy nghi hoành tráng đi vào sân đền chúng ta đã có thể thấy một ngôi đền nhỏ thờ Hưng Đạo Đại Vương ở bên phía tay trái. Bên phải là lầu chuông. Ok. Anh là phố à? Vâng. Trước cửa đền là lầu cậu bơ thoải, lầu cô chín và lư hương đá ngoài trời. Bên trong đền khá rộng rãi, được bài trí khá nhiều các ban thờ. Tại tiền cung có ban vua cha Ngọc Hoàng. Bên phải thờ ông Chín Cờn, vị thần được coi là đã vớt xác của tứ vị thánh nương, nay được thờ tại đền Cờn ngoài Nghệ An.
bên công đồng quyền cai. Hội Đền Lộ hàng năm diễn ra từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 2 âm lịch, nhưng đông vui nhất là vào các ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 vì đó là ngày Thánh Đản. Ngày mùng 5 có lễ rước cấp thủy, lấy nước từ sông Hồng về đền để bao sái tượng và đồ thờ. Các ngày lễ thường cúng bằng chầu rượu, có khi bằng oản chuối, chè, đậu kho. Tế lễ xong, những đồ lễ được đem phân phát tất cả cho dân làng để toàn dân được hưởng lộc Thánh Mẫu. Sau đây, mời quý vị cùng nghe bản văn tứ vị vua bà. Hoa thơm hoa nở bốn mùa, trên ngàn xanh đua sắc hương bay. Gió rung cây lay lay cành lá, nhác trông lên nhang xạ ngát mùi. Cành rừng núi anh linh lừng lẫy, nước danh thơm đã dậy muôn phương. Vẻ cốt cách hình dung tươi tốt, nét thanh tân tuyết nhường màu da. Gió thoảng đưa mái tóc rườm ra, con tiến dâng văn tứ vị vua bà. Cờn môn nơi ấy bao xa, danh làm cổ tích một tòa ngôi cao. Cảnh bồng lai tiêu giao một thú, khi ngao du bến thủy sông Thao. Lạng Sơn niên bái Nghệ An ra vào, vận bốn mùa cầu đảo khói nhang. Khi ngự đèo kẻng lai sang Bảo Hà, thượng ngàn nức tiếng vua bà, ban tài tiếp lộc gần xa cho đồng. Nguyện tâm thành sở cầu tất ứng, sắm lễ trình ắt thời chứng cho. Vua bà chứng cho tai qua nạn khỏi, cứu người đời thoát mọi trầm luôn. Nước tiên tẩy sạch bụi trần, lưu tài giáng phúc hộ trì muôn dân. Ấn trên ghi nhớ đời đời, ngồi lặng nhìn hóa rơi lai láng, bức rèm châu thấp thoáng sang canh. Đệ tử con một dạ lòng thành, cúi xin vua bà ngự giáng chứng minh, độ cho đệ tử khang ninh thọ trường. Dù ai lưu xá xa phương, nhớ ngày mở hội trở về Cờn Môn, lòng tôn kính dâng hương bái thỉnh, độ cho người phúc thọ trường sinh, cửa nhà phủ quý khang vinh đời đời. Dưới trần gian mấy lời kêu tấu, từ cổ triều lưu dấu anh linh, xe loan thánh giá hồi cung. Đền Cô Bơ này thì nằm trong quần thể lễ hội của đền Mẫu Đại Độ đấy. Thì nó cũng nằm trong cái di tích đấy. Thế nhưng mà
cô thì nằm ở về bên Thoải, thì tiệc của cô Bơ là ngày 12 tháng 6 hàng năm, đó là như thế. Còn đâu ngày rước nước thì dân làng là rước từ mùng 1 tháng 2 đấy. Thế là đi từ đền Nộ rước các đầy đồ đấy về chùa, xong bắt đầu từ ngày mùng 5 hội bắt đầu tất cả dân làng tập trung từ chùa rước ra sông, thì đi theo đường này đi xuống sông, xong đi thuê phà đi lên trên kia để đi lấy nước. Đấy, lấy nước về xong, ngày xưa thì làm gì có ấy, thì toàn đi lấy nước về để thờ thôi, chứ không như bây giờ sẵn nước mưa với cả nước giếng khoan, toàn lấy nước sông về để thờ. Đấy. Cô có thể chia sẻ giúp con cũng như là khách thập phương biết về sự tích của cô Bơ ở tại đất Ninh Sở của mình. Đất Ninh Sở này à? À, cô Bơ thì tớ thấy như trong văn thì là cô lên đền. Đấy. Cô lên đền Lộ, đền Dầm, đền Mẫu Cửu là cô lên từ bến này. Thì xưa trước kia thì là chỉ có một cái cây hương nho nhỏ thôi để thờ cô. Thế trong quá trình tôn tạo thì thôi thì dân làng mấy khách thập phương gọi là vo tay vào và thôi là cô lên từ đây, thì thôi là xây dựng lên cái miếu cô cho nó khang trang lên. Cô linh lắm, tôi nói có người nhá, từ bên Bắc Linh buổi chiều tối khoảng 7 giờ tối mới đi về đến đây. Đi vào thì cứ hỏi là miếu cô Bơ, đi ra mở cửa cho người ta vào, người ta vào lễ thì người ta bảo ủa thôi dồn hết cả cái ốc này, nhìn cô linh y như trong mơ, người ta mơ như thế, và cũng một bên bờ sông một cái khung cảnh như thế. Thế xong bắt đầu người ta vào, người ta bảo thôi cô đẹp thế mà sao cô linh thế. Xong đến lúc thì người ta bảo ô lại cô thì con hẹn đến kiểu 3 ngày sau con lại về. Mà người trong Lam nhất, tôi nói thật trước cửa cô, người trong Lam như thế này, cái người này đi vào Lam rồi xong bắt đầu là trong mơ thì cái tiệc 12 tháng 6 là không về được ngoài Bắc này. Thế thì mơ thì cô lại báo mộng là gì nhỉ, người ý là cũng cắt số về cùng về bên Mộ Thoại đấy, nên mới bảo là tiệc cô mà tại sao con không về. Đấy, nghĩ thế. Thế thì mà cũng cái đền này là xây là cây cô ý là không biết. Đấy, đền này xây là cô ấy chưa biết, chỉ về đền ở trong Thanh Hóa thôi. Thế xong đến lúc này cô mới bảo ôi nằm đây, thì mới gọi một cô bạn ấy là bảo nhìn tìm một cái đền nào đấy nó nằm bên bờ sông mà nó chú ý chỗ lọ. Đấy, thế là tìm về đây, thế là bắt đầu là kiểu mua cháp mấy khăn áo của cô mang về dâng đấy. Thế xong đến độ lửa năm sau cái cô ý ở từ trong Nam cô về cô bảo ôi dồi ôi bà ơi, dồi ôi nhìn thế sao mà con ở trong ấy con mơ con nhìn thấy của cô cũng như cảnh như thế này mà con về con nhìn cũng thấy thế. Thế phải công nhận là hành linh lắm. Như cái khó giải thích. Đúng. Dạ. Những người nào không biết thì bảo là vớ vẩn năng nhăng. Dạ. Nhưng mà nói về tâm linh là cũng có đấy. Dạ. Nhưng người nào phải căn số thì mới biết được cái khổ của người. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc.